Xin chào tất cả mọi người đã trở lại kênh YouTube của Khôi. Chúc tất cả anh em một ngày mới tốt lành. Kênh YouTube của Khôi chuyên về các cái món âm thanh cổ, âm thanh bãi, đặc biệt là những cái món hàng độc lạ đến từ quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay là những ngày cuối tuần, Khôi gọi là chúc đến toàn thể mọi người sẽ có một tuần nghỉ ngơi thật là tuyệt vời. Tuy nhiên mùa dịch thì đang hoành hành, Sài Gòn thì cũng đã có tới 7 quận, nên anh em chú ý khi ra đường nha. Rồi, trong clip ngày hôm nay thì Khôi sẽ có hai cặp loa chân dài muốn giới thiệu với anh em, cũng như là muốn thanh lý để dọn chỗ nha. Thì hai cặp này đến từ hai thương hiệu, một của Mỹ và một của Pháp, của Đức. Thì nó sẽ ở hai cái thể loại khác nhau để cho anh em lựa chọn nhé. Thì anh em quan tâm đến các cái cặp loa này, đặc biệt là những người mà đã từng theo dõi, đang có ý định mua sắm, thì hôm nay là cái cơ hội tốt để anh em sở hữu anh em nhé. Rồi, đầu tiên là một cái cặp loa đến từ nước Mỹ, DCM TF250. Cặp này thì Khôi cũng đã dùng nó để test vài lần với các cái con âm đi khác nhau, cho chất âm rất là ấn tượng. Và cặp thứ hai là một cái cặp loa, để Khôi mở lưới luôn em nha, lưới đây, một cặp loa Fullranger bass 13 đến từ hãng RFT đó. Và cái thùng loa rất là đẹp bên em ha, thùng này là thùng chân dài, thùng loa cây rất tuyệt vời. Thì cặp loa này nguyên bản mộc mạc luôn anh em, nó còn gọi là loa lưới trùng ha. Thì đây, tình trạng của nó là còn nguyên zin như vậy, không qua túc tát luôn anh em nha. Lưới cũng zin luôn, lưới cũng zin luôn, có các vết ố vết dơ theo thời gian, tại vì cái loa này mà anh em theo để ở ngoài á, để ở ngoài để bụi bặm các thứ thì nó dính vào rất là bẩn nha, nhưng mà nó rất là hay. Đây thì Khôi sẽ quay cho anh em cái model cũng như cái thông số anh em ha. Đây anh em, TF250 này ha, thì nó được sản xuất tại Mỹ anh em, USA ha, đó, USA, Made in USA này, bởi hãng DCM đó. Thì cái model này nó rất là hot anh em, không phải hot mà nó rất là hay, rất là hay, có giá trị về cái mặt nghe. Còn về cái mặt thẩm mỹ thì nó là thuộc về cái dạng độc lạ anh em, đó, độc lạ. Thôi quay theo cái hướng này cho anh em xem này, đó, anh em, đó, nó như vậy nha. Thì cái cặp này giá thị trường cũng khá cao anh em, giá thị trường đang bán những cái cặp đẹp nhất nó tới 7 triệu đến 7 triệu rưỡi ha. Còn tại Khôi thì hôm nay cái cặp này Khôi sẽ thanh lý cho anh em với cái mức giá tốt nhất, đó là 5 triệu 500 ngàn, 5 triệu 500 ngàn. Thì anh em ở Sài Gòn á thì Khôi sẽ bao ship tận nơi cho anh em, cho xe chở tới. Còn anh em ở tỉnh thì mình sẽ đóng hàng đảm bảo để tới nơi anh em ha, và anh em chuyển khoản thì cũng đều bao ship luôn, lưu ý như vậy cho nó mau lẹ. Còn anh em nào mà ship code thì anh em cọc 30% và anh em tự trả phí ship nhé. Rồi, chất âm thì sẽ anh em phải nghe vào cuối clip, Khôi sẽ test vào cuối clip. Cặp thứ hai là cái cặp loa Fullranger RFT ha, cặp loa có phễu rất là hay. Cặp này thì rất nổi tiếng rồi, rất nổi tiếng nha. Nên Khôi không tháo ra, mà Khôi sẽ quay cho anh em xem cái hình thức rất là đẹp, rất là đẹp. Mới nhìn thì cứ tưởng đâu là một cái cặp loa Chario của Ý anh em nha. Rồi, thì cái thùng này là thùng DIY anh em, chứ không phải là thùng hàng nha, anh em lưu ý như vậy. Đây có hai cái cọc bắp chuối, mình hoặc là mọi chim anh em đều mở ra mình nhét chê vào được ha. Đó, mình quay rất là kỹ anh em. Cặp này đẹp á, là vì gỗ lạng, và thứ hai nữa là anh em nhìn thấy là có cái chân ha, chân và lỗ hơi, thiết kế rất là hay. Để lỗ hơi thì nó hỗ trợ cho ra cái âm trầm, tại vì dòng loa cây mà không có lỗ hơi thì nghe không được, tại vì cái thứ nó nhỏ này nè, nó nhỏ mà nếu như không có lỗ hơi nữa thì nó bí lắm nha. Thì clip thì Khôi cũng thể test ở cuối clip. Thì cái cặp loa này thì Khôi cũng giảm giá và muốn thanh lý luôn, giá chỉ bằng cái thùng. Cái củ loa thì Khôi Khôi ship về là Khôi thấy anh em đang bán 3 triệu rưỡi, Khôi ship về thì 2 triệu rưỡi, và cái thùng á thì mình làm hết 3 triệu rưỡi,
Chi phí cho cái cặp loa này á, là vốn của mình là 6 triệu nha. Vốn của mình là 6 triệu. Thì hôm nay Khôi muốn thanh lý thì Khôi bán cho anh em cũng 5 triệu rưỡi nha. Nói chung là hai cặp loa đồng giá và chuyển khoản cũng đều bao ship luôn. Cặp này mà ship là tốn tiền lắm anh em này, tại vì nó nặng và đóng tốn rất nhiều vật tư. Nhưng mà mình thanh lý nên mình sẽ bán cho anh em luôn. Anh em mà thích thì chơi. Còn nếu như mà bỏ tiền ra để làm á, để đóng á, thì 3 triệu rưỡi, và 3 triệu rưỡi là 7 triệu. Chưa tính phí ship nữa anh em ha. Đó là cái giá của anh em thợ nha, còn mà giá người dùng thì cao hơn. Đó, thì hai cặp anh em lựa chọn ha. Thích cặp nào thì lấy cặp đó. Thì phần cuối clip thì anh em vào nghe thử chất âm. Cặp nào mà bén tai, hợp tai thì ở thực tế nó sẽ rất là hay anh em ha. Rồi, Khôi xin phép tạm dừng ở đây và Khôi sẽ test thử chất âm để anh em cùng nghe ha. Rồi. Dẫu đời ngần
trên đống bỏ hoang của loài người. Màn đêm trên lối thương rằng nắng tươi sương động trên lá ngỡ giọt nắng rơi quên hết vì đâu đời mình nên tội. Người đàn bà đi nhặt cuộc tình không nhớ người quen bỏ mặc mình. Tuổi xanh khát nắng giữa đời cháy ra đưa mặt lên khóc thương tình xót xa hay khóc người xưa lệ nào cho vừa. Người đàn bà đi nhặt đời mình trên đống bỏ hoang đầy tội tình. Cỏ cây như đứa mơ hồ biết đâu con đường đêm vắng con trùng dối nhau che chắt niềm đau đời người phai màu. Người đàn bà đi nhặt mặt trời hóng ấm tình yêu của loài người. Buồn thương nơi ấy có người hóa điên quen mùi chân gối nhưng chẳng nhớ tên trên đống bỏ hoang mà lầm thiên đà. Trên đông bóng